Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay về trang trại của những người nông dân nha. Trong mỗi bức tranh là những cái lỗi mà nó rất là ngộ nghĩnh. Các em có thể tìm ra được những cái lỗi này hay không? Mà cũng rất ít người phát hiện những cái lỗi sai này. Các em chỉ có thời gian 20 giây để tìm ra những cái lỗi sai này nha. Rồi, thời gian cho các em bắt đầu. Đây là bức tranh người nông dân đang cho những con vật trong trang trại của anh ta ăn. Thì cái lỗi thứ nhất đó là ban ngày, nhưng mà chúng ta vẫn thấy mặt trăng hiện lên này các em. Ban ngày thì phải có ông mặt trời mới đúng chứ, tại sao lại có ông mặt trăng hiện lên nhỉ? Tiếp theo, cái lỗi thứ hai là người nông dân á cho những con vật của anh ta ăn, thay vì cho thức ăn thì anh ta lại cho những viên ăn bằng những viên sỏi các bạn, các em có thấy không? Đó là một cái lỗi nha. Cái lỗi tiếp theo của chúng ta là chú heo lại có đeo kính và còn đọc sách nữa các em. Các em thấy có ngộ không? Đó là những cái lỗi trong bức tranh này nha. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh thứ hai là các em ở đây người đang thu trái, thì các em phải quan sát thật kỹ để tìm ra những cái điểm bất thường trong bức tranh này nha. Các em có 20 giây để tìm nhé. Đây là bức tranh của chúng ta. Cái lỗi thứ nhất là trên trời có những con chim thì lại có một con ngựa đang biết bay này các em có thấy không? Đó là cái lỗi đầu tiên trong bức tranh này nha. Cái lỗi thứ hai là ở trên cái cây mình có những trái đào, tự nhiên lại có những cái trái mà cái hình quả nó cái nó khác, người ta hình tròn nó là hình dài, các em thấy không? Trái đỏ này thì trái màu xanh, đó là cái lỗi khác. Rồi tiếp theo nữa là trong thời tiết mát mẻ lại có tuyết ở trên cây và ở các em thấy không? Đó, nó không đúng. Rồi tiếp theo nữa là có một con voi nên là xuất hiện trong cái vườn trái cây này. Con voi thì phải xuất hiện trong rừng mới đúng các em. Trong vườn trái cây của người nông dân lại có xuất hiện con voi. Đó là bốn cái điểm mà bất thường ở trong bức tranh này nhé. Các em thật là tinh mắt quá, cũng có thể tìm ra những cái điểm bất thường trong bức tranh này. Rồi chúng ta sẽ sang cái bức tranh tiếp theo nhé. Là ở đây có một hình ảnh một người nông dân đang chăm sóc cái trang trại của anh ấy. Thì các em phải quan sát thật kỹ trong bức tranh này có những cái lỗi nào mà nó ngộ nghĩnh nha các em. Các em có 20 giây để suy nghĩ nha. Rồi với hình một anh nông dân đang xúc rơm cho chuồng ngựa ăn, thì cái điểm bất thường đầu tiên là cái chiếc ấm lại treo ngược lên trên cái trần nhà. Chỗ khu vực này đúng lý là phải treo một cái bóng đèn để thắp sáng mới đúng với các em. Rồi cái hình ảnh bất thường thứ hai là ở trong cái chuồng ngựa thì tại sao lại có xuất hiện một cái con bò. Trong chuồng ngựa thì phải xuất hiện luôn những con ngựa chứ, đây là xuất hiện một con bò, đó là cái điểm bất thường ha. Rồi cái điểm bất thường tiếp theo nữa là anh nông dân này á, thay vì trên đầu á phải đội một cái mũ hoặc cái nón tai bèo hay gì đó, anh ấy lại đội một cái nồi, và dưới chân của anh ấy á, một đôi giày á, thì một bên thì mang giày cái ủng cao, bên kia thì lại mang cái ủng mà lại có bánh xe, nó là điểm bất thường ha. Và điểm bất thường cuối cùng là anh thì anh xúc rơm để cho bò ăn, thì đó là cái mình của con đà điểu. Các em có thấy bất thường hay không? Rồi chúng ta sẽ sang tấm hình thứ hai. Thì ở đây có hai người nông dân đang chăm sóc cái vườn rau củ quả, thì các em phải quan sát thật kỹ để tìm ra những cái điểm bất thường trong bức tranh này nha. Các em có 20 giây để tìm nhé. Và đây là một số điểm bất thường. Thứ nhất là người nông dân này lại có cái ba cái bàn tay lần các em.
Các em có thấy không? Vậy cái khăn quàng cổ của anh ấy chính là một con trăn à, trong trăn hay con rắn vậy đó, nó là quan đang quàng cổ anh mà đúng lấy là cái khăn nó quàng cổ hay về nó là một cái con rắn, nhìn thấy rất là bất thường ha. Rồi tiếp theo nữa là trong cái vàng củ cà rốt nè lại có một cây xương rồng ở trong, hay gì cùng trồng cùng một hàng cà rốt thì là trồng cà rốt luôn chứ tại sao lại trồng cái xương rồng nè. Đó, đó là điểm bất thường tiếp theo nha. Thì điểm bất thường tiếp theo nữa là bà cụ lại chăm sóc cái cây cây cải thì lại lấy cái cây cái này gọi là cái gì à, cái máy sấy tóc đi làm vườn. Nó có vẻ nó không hợp lý lắm các em. Và tiếp theo nữa là thay vì ban ngày á, thì phải có một cái mặt trời, thì ở đây trên mặt bầu trời á, trên bầu trời thì đã xuất hiện một cái hành tinh màu tím trên bầu trời, thì đó là cái điểm bất thường tiếp theo ha. Đây chúng ta có 4 cái điểm bất thường trong bức tranh này, các em thật là tuyệt vời nếu mình tìm ra được 4 điểm bất thường này nha. Rồi cảm ơn các em, các em sẽ ngày càng tinh mắt hơn và nhanh nhạy hơn nếu luyện tập thường xuyên nha. Các em cũng hãy nhấn cho Sinh một like và đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em sau nha.